Hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại một số tỉnh thành trên cả nước đang có những diễn biến phức tạp. Nhiều bệnh nhân đã chủ quan không đi khám hay tự điều trị tại nhà, dẫn đến bệnh chuyển biến nặng. Vậy bệnh sốt xuất huyết này nguy hiểm như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên của chương trình với bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Nhiễu, phó trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên về vấn đề này. Trước hết cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hỏi bác sĩ là bệnh sốt xuất huyết thường có những biểu hiện như thế nào qua từng giai đoạn ạ? Sốt xuất huyết là một bệnh do virus gây ra, và virus thì tồn tại ở trong tuyến nước bọt của mũi, và virus sẽ xâm nhập vào cơ thể chúng ta qua cái vết mũi đốt. Thế thì sau 2 đến 6 ngày mà bị nhiễm virus thì sẽ có biểu hiện bệnh. Bệnh trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khởi phát, thường diễn biến trong vòng 1 đến 2 ngày đầu. Thì bệnh nhân sẽ có sốt, có đau đầu, đau nhức mắt, đau mỏi cơ, xương khớp. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn toàn phát, hay còn gọi là giai đoạn nguy hiểm của bệnh. Diễn biến trong vòng từ ngày thứ 3 cho đến ngày thứ 7 của bệnh. Thì bệnh nhân sẽ sốt cao 39-40 độ, đau đầu dữ dội, cơ thể mệt mỏi, không muốn ăn. Trẻ em thì có thể là lờ đờ, không chịu chơi, bỏ bú. Giai đoạn này bệnh nhân có thể có sốt huyết, như là sốt huyết dưới da, là các lốt, các chấm sốt huyết ở dưới da. Bệnh nhân có thể có sốt huyết niêm mạc, như là chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Bệnh nhân nặng hơn thì sẽ có sốt huyết các nội tạng, ví dụ như là sốt huyết não, sốt huyết dạ dày. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn lui bệnh, hay còn gọi là thời kỳ hồi phục ấy, thì thường sẽ từ ngày thứ 8 trở đi cho đến ngày thứ 10 của bệnh, bệnh nhân sẽ hết sốt và các cái triệu chứng thuyên giảm dần và bệnh nhân sẽ khỏi bệnh. Vậy thì bệnh này có những biến chứng nguy hiểm như thế nào thưa bác sĩ? Biến chứng hay gặp đấy có thể là tụt huyết áp, dẫn đến cái tình trạng sốc. Sốc do mất máu, do giảm thể tích, do thoát huyết tương. Và nếu như mà người bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời thì sẽ đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Những cái bệnh nhân mà xuất huyết não thì có thể có cái di chứng liệt nửa người. Hoặc bệnh nhân mà có xuất huyết võng mạc thì có thể gây là mù mắt. Với những phụ nữ có thai thì có thể gọi là gây suy thai, bởi vì khi mà người mẹ sốt thì sẽ gây ra cho thai là nhịp tim thai nhanh. Và có những cái sản phụ thì có thể là sảy thai. Bệnh nhân phải xử trí ra sao khi gặp phải cái bệnh sốt xuất huyết này, có nên tự điều trị ở nhà hay không? Đấy là khi mà có các cái biểu hiện bệnh hoặc là các cái biểu hiện mà nghi ngờ về bệnh thì lên đến cái cơ sở y tế để được khám, được tư vấn, được theo dõi và được điều trị. Nếu như bệnh nhân nào mà có thể điều trị được ở nhà thì cũng sẽ được điều trị ở nhà và dưới sự giám sát của chuyên môn của y tế để phòng tránh bệnh. Đấy là chúng ta không tạo điều kiện cho cái mũi trú ngụ và sinh sản. Đấy là không tích nước ở những cái chuông vại hay là chậu tích nước mà không có lóc đậy. Chúng ta khơi thông cống rãnh hoặc là phát quang bụi rậm, hoặc là chúng ta sẽ diệt lăng quăng bọ gậy. Và mặc quần áo thì tránh để vùng da hở, hoặc là khi ngủ thì là nằm màn tuyệt đối. Cái tự ý dùng thuốc đối với người bệnh là không nên. Tất cả các cái triệu chứng bệnh từ nhẹ cho đến nặng thì đều lên có sự tư vấn, can thiệp của chuyên môn, của các bác sĩ. Thì bệnh nhân có thể là đến cơ sở y tế thì sẽ được tư vấn và được giám sát điều trị, chứ không nên tự ý dùng thuốc. Nhất là cái thuốc hạ sốt mà bệnh nhân có thể tự ý dùng, như sốt xuất huyết là bệnh đã gây chảy máu, đã gây xuất huyết rồi mà tự ý dùng thuốc, ví dụ như dùng cái aspirin để hạ sốt thì cái aspirin sẽ làm cho càng xuất huyết thêm, nên là không dùng mà phải dùng cái paracetamol. Tuy nhiên cũng lên dưới sự hướng dẫn của chuyên môn của y tế. Cái bệnh sốt xuất huyết là nó sẽ giống với một số bệnh, vậy thì làm thế nào để có thể phân biệt bệnh sốt xuất huyết với những căn bệnh tương tự ạ? Nếu như cái giai đoạn đầu là có những cái biểu hiện triệu chứng giống như là những cái nhiễm virus thông thường, ví dụ như là virus cúm, ví dụ như là virus SARS-CoV, là có những cái biểu hiện triệu chứng lâm sàng như là các cái virus thông thường này. Chính vì vậy mà giai đoạn đầu thì sẽ khó phân biệt hơn nếu chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng. Có bất kỳ cái triệu chứng nào thì chúng ta lên đến cơ sở y tế và các bác sĩ sẽ khám sàng lọc cũng như là xét nghiệm. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ.